vợ sau này còn trẻ cũng thật thà, cho nên khi có thai thì báo cho cô biết. Nhưng mà cô cũng tìm cách, ban đầu thì cũng ăn cần vậy, nhưng mà cô lén cô bỏ thuốc phá thai cho ăn, cho nên là hư thai xảy ra. Lần thứ hai cũng vậy, không? Thì mấy người chị em bạn hàng xóm của cô vợ sau này á, thấy vậy thì cũng nghi ngờ, mới hỏi tiền. Thì cô vợ sau này cô cũng thật thà, cô mới kể cho nghe. Thì mấy người kia nói, thôi sao mà em dại khờ quá, thật thà quá vậy. Lần sau thì đừng có cho cô kia biết nữa được, đừng cho cô biết. Thì đến lần thứ ba cô có thai thì cô không cho cô vợ cả này biết. Nhưng mà dần dần thì cái thai nó lớn lên thì cô thấy, cô hỏi thì cô mới phát hiện. Thì cô thấy là cũng tức mình, nhưng mà cũng chẳng biết làm sao, cô cũng tìm cách để mà cô cũng phá. Nhưng mà vì cái thai nó lớn cho nên là khi mà cô phá vậy thì khiến cho cái cô vợ sau này là bị, nghĩa là coi như là chết luôn. Nhưng mà trước khi chết á, không, thì cô vợ sau này cô biết rồi, cho nên cô rất là oán hận. Do đó nghĩa là cô thề là kiếp sau á là sẽ làm coi như giả xoa để ăn thịt lại mày cho đã hận. Chứ là bị như vậy là quá hận. Thì cô mới chết. Sau khi chết thì sanh lại làm con mèo ở trong nhà đó nữa. Còn cô vợ cả này thì sau đó thì bị ông chồng, là ông cũng biết được, cho nên ông chửi mắng, giận tức, ông đánh, bệnh cũng thành chết luôn. Rồi sanh trở lại là con gà mái. Thì mỗi lần con gà nó sanh trứng ra thì bị mèo đến ăn hết. Ăn sạch hết. Tới lần thứ ba ăn luôn cả gà mẹ luôn. Đó là nhân quả quan trái đó. Thì con gà mẹ này khi mà trước khi chết cũng vậy, cũng quá hận trở lại, là cũng thề kiếp sau là phải trả nợ lại, đòi nợ lại. Thì con gà mái này nó chết, nó sanh là con beo. Còn con mèo á thì cũng không lâu cũng chết. Chết rồi cái sanh là con nai cái. Thì mỗi lần ngã lần hai cái sinh con thì cũng bị con beo đến ăn thịt. Tới lần thứ ba thì nó ăn luôn con nai mẹ. Thì bây giờ con nai mẹ lại cũng thề kiếp sau lại trả thù trở lại nữa. Thì nai mẹ chết mới sinh ra là dạ xoa. Còn con beo chết á thì sinh ra làm cô con gái, cũng thuộc cái dòng tôn quý ở nơi xá vệ. Xá vệ tức là gần tinh xá Thì Viên đó, dưỡng cấp cô độc. Thì khi lớn lên lập gia đình đó, thì sanh đứa con đầu lòng ra, thì con quỷ dạ xoa này nó tìm đến, nhưng mà nó có thành thông cho nên nó cũng biến hiện ra thành người chị em bạn đến thăm là giả đò. Hỏi han rồi cái thì hỏi thăm đứa bé rồi cái thì kêu nó đưa nó bồng, nó ẵm thử coi rồi không, khi nó bồng rồi cái thì nó bắt nó ăn luôn. Lần thứ hai cũng vậy, tới lần thứ ba thì cô này cô biết rồi, cô mới bàn với chồng bây giờ phải tìm cách để trốn thoát, định trở về nhà cha mẹ đó để mà sinh nở. Thì lúc này á là con nữ dạ xoa này là gặp cái việc bị cái vị Tỳ Sa Môn Thiên Vương đó bắt đi làm việc, không? Bởi vì cái dòng dạ xoa thì thuộc cái sự quản lý của Tỳ Sa Môn Thiên Vương, tức là một trong tứ thiên vương. Thì bị bắt đi làm thì thời gian cho nên là không có rảnh để mà theo dõi. Khi mà được xong việc về á thì biết rằng cô này là cổ đã có sanh ra rồi và cổ trốn đi nơi khác rồi, thì mới lập đặt đi tìm tìm nhà cô gái này.
để hỏi thăm rồi tìm kiếm, thì coi như là được biết là cô này cứ mỗi lần sinh con thì đều bị quỷ dạ xoa ăn thịt hết, cho nên cậu đã lánh đi nơi khác rồi. Thì nó mới giận dữ, không mới chạy tìm đến thành Sa Vệ đó kiếm. Thì lúc đó nhầm một ngày mà để đặt tên cho đứa bé, hai vợ chồng này thấy là nó cũng lớn rồi, cho nên bây giờ thôi bàn nhau đi dắt về chỗ cũ, chắc là thoát nạn rồi. Khi đi ngang qua gần tinh xá Kỳ Viên đó, thì có chỗ ao hồ đó, cô mới trao đứa con cho ông chồng ẩm, rồi cô lội xuống cô tắm. Tắm xong á, thì mới lên ẩm đứa bé để thay cho người chồng xuống tắm. Thì lúc đó là trời cũng nóng nực. Thì bỗng lúc đó thì thấy dạ xoa nó lù lù đằng xa chạy tới. Thì cô quảng quá. Lúc này thì cô biết không thể nào kêu ông chồng kịp rồi, ông chồng băng tắm ở dưới rồi, thì giờ phải làm sao đây? Đó, cô mới bồng đứa bé, cô chạy thẳng vào trong tinh xá luôn. Tinh xá của Phật. Thì lúc đó gặp Phật đang thuyết pháp. Thì cô mới đặt đứa bé xuống chân Đức Phật. Cô xin Phật là cứu cho. Thì trong lúc đó, đó thì con quỷ dạ xoa đó nó chạy tới, chạy tới cổng tinh xá, nhưng mà đòi không được. Vì biết do bởi vì đây là cổng tinh xá mà chỗ Phật cỡ thì bên ngoài là có gọi là những cái chư thiên, những thần hộ pháp đó, giữ gìn, cho nên chư thiên là chặn lại không cho. Đức Phật ngài biết, cho nên ngài bảo ngài Nan á thôi ra gọi vào, tức là có lệnh lên Phật rồi á gửi được. Khi mà nữ dạy cho vào á thì Đức Phật ngài mới kêu lại, rồi ngài mới thuật lại cái tiền kiếp á để cho nghe ha. Ngài thuật lại tiền kiếp mà cái quan trái mà nhiều đời đó cho nghe, để cho nhớ lại ha. Xong rồi á Đức Phật mới dạy, nếu như các ngươi mà không gặp được một vị Phật như ta thì cái quan trái này á nó sẽ còn buộc nhau mãi mãi ha. Ngài đến hết một cái kiếp của quả địa cầu này cũng chưa dứt được nữa. Tức là cứ vậy, cứ ăn quán vậy, cứ kết qua kết lại hoài đời này đời kia, thì mà cho hết cái kiếp địa cầu này thì cũng không xong không. Cứ kết nhau hoài. Sao ngươi lại lấy quán để mà trả quán? Chỉ có tình thương đó nó mới dập tắt được hận thù thôi, Phật dạy. Rồi Đức Phật ngài mới nói cái bài kệ này đó không? Tức là với hận mà diệt hận thù đó thì đời này không có được không? Không hận mà diệt hận thù đó, đó mới là cái định luật ngàn thu. Thì xong bài kệ thì nữ dạ xoa này đắc quả Tu Đà Hoàng. Cho nên là sau đó thì Đức Phật mới bảo thôi cô gái này á, dạ xoa bây giờ là coi như là cái nợ này là giải rồi, cởi mở rồi, không dẫn dạ xoa đó về nhà để mà lo chu cấp đồ ăn uống cho nó, không rồi dạ xoa này á nó cũng giúp cho cô biết trước được những cái việc gọi là việc trước khi xảy đến, ví dụ như là mùa làm ruộng rồi đó thì nó biết trước cái năm nay là các hạn nè, năm nay là mưa nhiều hay sao đó, thì nó chỉ cách cho làm điều trúng hết. Rồi những người trong hàng xóm thấy vậy đó cũng hỏi thăm rồi cũng đều đến cúng dường, như vậy thì giải được cái quan trái. Thì đó là một cái gọi là một cái bài học không, để cho thấy rõ không. Như vậy thì quý Phật tử thấy như thế nào không? Nếu mà cái quan trái mà nó cứ kết nhau hoài thì kết từ đời này qua đời khác, như vậy thì kết chừng bao giờ mới hết? Chừng bao giờ mới hết? Cứ kết nhau đời này kết rồi đời kia kết, mà vậy nhiều khi kết
nó càng sâu thêm nữa. Đời nó hay đời thêm, nó trồng thêm nữa thì nó càng sâu thêm. Cho nên mình thấy nhiều khi hiện tại mà mình gặp những cái quan trái đó thì mình biết biết sao. Biết tại đây cũng không phải là cái chuyện ngẫu nhiên đến cho mình, phải không? Là có quan trái từ đời trước, như vậy thì phải sao? Đó, phải khéo thì sao để mà mở, để mà cởi, chứ không có kết thêm, phải không? Bởi vì mình là người Phật tử học Phật thì luôn phải nhớ rõ là sống trên đời này á, là tất cả đều đang sống trong nhân quả, không ai ra khỏi nhân quả hết, phải không? Còn trong này là không ai sống ra khỏi dòng nhân quả hết, như vậy thì đều có nhân quả hết, chứ không có chuyện ngẫu nhiên. Do đó phải biết để mà chuyển hóa thì nó sẽ nhẹ, nó sẽ bớt. Còn không biết á, nhiều khi rồi cũng trách trời, trách Phật thêm nữa, phải không? Kiểu càng kết thêm nữa thì cái đó là cái điều gọi là không tốt. Cho nên ở đây là nhờ có được ánh sáng của Phật, nó soi đến, nó giải tỏa, cho nên những cái quan kết nhiều đời đó nó được giải ra, thì như vậy nó thật là vui vẻ, không? Rồi cho nên đó là một cái kinh nghiệm, không? Đó là chuyện thời Phật. Rồi sau này ở Trung Hoa đó, vào cái thời nhà Thanh cũng có một câu chuyện đó, cũng giống như vậy, tức là cũng quan trái rồi cũng được cởi. Tức là vào cái thời nhà Thanh đó, thì ở nơi cái tỉnh An Huy nhà có vị thương nhân, tức là vị khách buôn tên là Trình Bá Lân. Ông đến ở lâu tại nơi Dương Châu, tức là thuộc miền Giang Tô. Ông rất là tín kinh Bồ Tát Quan Thế Âm, cho nên thường tụng niệm kinh Phổ Môn và niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì mùa hạ năm Ất Dậu bị cái loạn binh nó kéo qua cái thành Dương Châu, cho nên ông Trần Bá Lân này ông nghe, ông cũng sợ, ông mới cầu nguyện Bồ Tát gia bị cho. Thì đêm đó ông mới nằm mộng, ông thấy Bồ Tát bảo rằng cả nhà của con á có 17 người, thì 16 người kia đó đều là khỏi cái nạn hết, nhưng mà chỉ riêng mình con là phải gặp cái nạn này khó tránh được. Đó, cái đó ông niệm Phật mà lại không tránh được. Đó. Thì khi ông tỉnh dậy, ông mới nhớ lời của Bồ Tát, cho nên rất lo sợ, ông mới cũng hết lòng, ông hướng về Bồ Tát, ông cầu nguyện. Thì đêm hôm sau, ông là mộng thấy Bồ Tát bảo rằng con ở đời trước đó, là con có nghĩa là chém chết cái tên Vương Ma Tử 26 đau, chém 26 đau chết, cho nên đời nay là nó đến nó đòi nợ lại, cho nên là phải trả cái nợ đó, không? Cho nên là bây giờ là con thôi, con phải khéo đi, giờ con dặn 16 người trong nhà này đó, đến ngày đó đó, không? Ngày đó thì phải dời qua hết ở bên cái trái phía đông đi, còn một mình con á thì con ở ngay cái nhà giữa đợi sẵn, không? Rồi cũng dọn sẵn cơm canh đồ nước đồ, giống như đang đại tiệc để đợi sẵn rồi nhờ chờ đó, chứ đừng khỏi phải làm liên lụy đến những người trong gia đình. Tức là có gì mình con chịu thôi. Thì khi ông tỉnh dậy, ông nghe ông vâng theo lời dặn của Bồ Tát đó, đúng là qua mấy ngày sau, đúng ngày đó thì ông cũng làm y theo vậy. Thì quả nhiên có một tên lính ở trong cái nhóm loạn binh đó mới đến đi vào trong nhà ông, không? Thì ông cũng rất là lịch sự, ông ra ông đón tiếp, ông mời vào nhà, không? Rồi nghĩa là mời sẵn giống như đại tiệc để mời ăn uống. Thì ông mới nói ngài có phải là Vương Ma Tử hay không? Thì cái anh chàng kia ảnh ngạc nhiên, nói là sao biết tên tôi, lạ chưa có từng quen biết gì hết. Thì ông mới nói là tôi đời trước á là có thiếu ngài, thiếu nợ ngài 26 đao, cho nên bây giờ hiện nay
thì cũng thôi, cũng cần đền trả. À, nhưng mà thôi xin Ngài cứ giết tôi, nhưng mà hãy tha cho trong gia đình. À, thì cái tên lộn bên này mới làm lạ, nó hỏi ra. Thì ông mới nói là cũng được Bồ Tát, nghĩa là báo mộng chỉ cho biết vậy. Thấy không? À, thì cái tên lộn bên nó nghe xong, nó cũng cảm động. Thấy không? À, nó mới tự than. Nói như vậy thì ngươi ở đời trước á, ngươi chém ta 26 đao, do đó cho nên bây giờ đây ta đến ta đòi nợ ngươi. Nhưng mà nếu mà như hiện tại á, ta giết ngươi á, thì đời sau ngươi lại đến đòi nợ ta nữa, đòi trở lại. Thì như vậy là quan quan tương báo, tức là quan quan cứ báo đền với nhau mãi như vậy, thì đến bao giờ mới xong được. À, thôi bây giờ thôi ngược lại đó, chi bằng ngay đây chúng ta nghĩa là thôi giết đi, cắt đứt cho xong, giải tỏa. À, thì nói xong là cái tên lính đó mới trở ngược cái đau của bề sống của giao lại, mới nhấp nhấp vào trong ba lần hay chừng ba lần đó, nó chấp 26 cái giống như trả xong rồi đó. Đó. À, rồi thôi tha mạng, à, coi như tha thứ cho nhau. À, như vậy là giải tỏa được cái quan trái nhiều đời. À, cho nên đó là cái điểm là mình cũng phải ráng học lắm. Phải không? À, nghĩa là quan trái là nên cởi chứ không có nên cột. Biết tu á thì mình gọi là cũng bình tĩnh trả. Không? Bởi vì mình biết rõ là không có chuyện ngẫu nhiên. À, mà bình tĩnh vui á đã, thì nó còn hết nữa. À, còn kết thêm á thì nó càng sâu càng dày. À, cho nên người Phật tử không gọi là hiểu đạo đó không, thì phải khéo là đem gọi là dùng Phật pháp để mà sống, để mà thường gọi là cởi mở với nhau, chứ không có nên gọi là kết thêm không. Và kết thêm với nhau thì càng kết thì nó lại càng là sâu thêm, và như vậy thì đâu có vui vẻ gì, phải không? Nghĩa là quan nhau mà càng kết thì càng khổ thêm, thì đâu có vui gì đâu, gặp nhau là đòi nợ nhau không ạ, vậy đâu có vui gì. Đó. Và biết vậy đó thì mình cũng phải khéo tránh nữa, phải không? Nên đừng có nên kết ăn kết quán thì để làm khổ thêm, phải không? Chính ngay như Hòa Thượng Hương Vân, không? Ngài cũng có kể một câu chuyện về cái gia đình họ Đinh cũng như vậy đó, không? Đây là Hòa Thượng Hương Vân Ngài kể lại, và chính Ngài đã giải tỏa dùng cho cái chuyện đó. Tức là Ngài kể rằng là có lúc đó ở nơi Đặng Xuyên đó có cái nhà họ Đinh đó. Ông này từng làm chức thiếu liêm, cũng là thuộc về cái triều nhà Thanh. Thì ông có đứa con gái 18 tuổi, một hôm bỗng nhiên nó ngã lăn ra chết giấc. Nhưng mà khi tỉnh dậy thì bỗng nhiên cái cô là gái này, cô mới đổi giọng, cô nói tiếng đàn ông. Đó, nói tiếng đàn ông mà bây giờ đâu có vẻ là hung tợn, dữ dằn. Cô chỉ mặt ông cha, cô mắng luôn. Đó, giờ là mắng ông cha luôn. Cô nói rằng cái thằng Võ Đinh kia, ta là Đổng Chiêm Bu đây, trước là ở Đại Lý Tây Xuyên, mi ỷ quyền cậy thế mi du quan cho ta làm phỉ, phỉ tức là làm giặc á, thấy không? Rồi hại ta mất mạng, mi còn nhớ không, ta đã đầu cáo với việc này với Dư Vương và đã được phép là báo cái mối thù 8 năm qua. À, nói xong là cô cầm dao rồi gươm cha luôn. À, thì ông cha ông sợ quá, không? Nghĩa là chạy trốn đi nơi khác, không dám về nhà luôn. À, thì con quỷ này nó cứ ngày nào cũng đến nó nhập vào cô gái, mà mỗi lần nó nhập ra thì cô này cử chỉ nó hung tợn, dữ dằn vậy, cả nhà đều sợ hết. Hàng xóm thì bu lại xem. À, thì hôm ấy đó là có hai thầy
thầy Tố Cầm với Tố Trị là đệ tử thầy Hư Vân á, ngày sai đi xuống núi có việc thì cũng đi ngang qua đây, thì mới thấy vậy mới dừng lại. Dừng lại thì hai thầy này cũng thấy là cũng tự bi ha, mới khuyên cái quan họ kia, mới nói rằng là thôi hãy xin hãy buông ra, hãy thả đi, đừng có làm như vậy, khiến cho cái địa phương này cũng không có được yên ổn. Thì con quỷ đó nó mới bất bình, nó mới nói rằng các ông là người xuất gia, đừng có xía vào cái chuyện này. Chuyện này không biết, các ông là người xuất gia phải lo chuyện xuất gia đi. À, thì hai thầy này mới giải thích, đành là chúng tôi là cùng ông không có liên quan gì hết, nhưng mà sư phụ chúng tôi đó có dạy rằng quán thù là nên giải chứ không có nên buộc. Thù hận mà càng kết càng buộc á thì nó càng sâu, thì bao giờ mới hết được. À, thì con quỷ này nó nghe nó mới ngẫm nghĩ hồi lâu, nó hỏi nhưng mà thầy của ông là ai vậy? Thì hai vị này nó là Hòa Thượng Hư Vân, trụ trì ở chùa Trúc Thắng ở trên núi á. Thì quỷ mới nói tôi cũng có nghe danh ngài nhưng mà chưa gặp, nhưng không biết ngài có chịu truyền giới cho tôi hay không. Thì hai vị tăng này mới nói là Hòa Thượng là bậc đại từ đại bi, sẵn lòng độ hết tất cả chúng sanh đau khổ, lẽ nào mà không có chịu. À, thì hai vị tăng mới bèn quay qua bên gia đình họ Đinh đó, mới khuyên thôi hãy xuất tiền để mà cầu siêu làm phước đầu để cho quan hồn này nó được nghe siêu. Thì quỷ nó mới căm giận, nó không chịu, nó hắn là làm cái chuyện thương thiên bại lý vậy, tôi không cần tiền của hắn. À, thì hai thầy mới nói thôi vậy thôi, để cho những người dân địa phương này họ bỏ tiền ra họ làm phước để họ cầu cho quan hồn ông được sớm siêu thoát, có được hay không. À, thì con quỷ nó mới trở nên nó căm giận, nó nói rằng cái thù này không trả thì cái hận nó khó có nguôi được, đã có thù thì phải báo, thì cớ sao là phải ngừng lại. Thôi hãy để tôi đi về, tôi thỉnh ý Diêm Vương xem sao đã, ngày mai thì hai thầy đến đây đợi tôi. À, thì nói xong ông quỷ nó mới đi ha, đi mất. Thì cố gắng mới tỉnh dậy mới, bây giờ cũng biết mới tỏ vẻ giống như cũng hơi thẹn, đi vào nhà. Thì hôm sau ông quỷ nó đến rất sớm, còn hai vị tăng này thì đến trễ. Nó mới trách do thất tính á. Thì hai thầy mới giải thích là còn phải trở về để thưa bạch với sư phụ. Thì con quỷ nó mới nói rằng tôi thưa với đại vương rồi, ngài bảo rằng nghĩa là chùa Trúc Thắng á làm đạo tràng rất tốt và cho phép tôi đi, nhưng mà hai thầy phải đích thân dẫn tôi tới đó. Thì hai thầy mới đưa nó về chùa cùng hơn hai chục vị mà người ở địa phương á đi theo. Thì Hòa Thượng Hư Vân về nghe hai thầy kể lại đó, ngài mới sai gọi là lên cũng thắp hương làm lễ truyền giới cho nó, rồi mọi việc đều an ổn. Từ đó thì xong, thì cái cô này từ đó là hết bệnh luôn. Đó là cũng nhờ cũng Phật pháp mà giải được cái quan trái nha, gọi là cái quan gia đó. Quý Phật tử mới thấy nghĩa là đúng là cũng còn có duyên lành gặp được Phật pháp đó, cho nên rồi cũng được cởi mở. Chứ còn nếu không thì những cái quan trái đó mà cứ kết nhau đời này đời kia, kết qua kết lại hoài thì biết bao giờ thì mới xong. Cho nên trong kinh Pháp Cú Phật dạy là người ngu si thiếu trí tự ngã thành kẻ thù, làm các nghiệp không thiện phải chịu quả đắng cay, không? Như vậy cái người mà mê ngu si không có thiếu cái trí tuệ, cho nên biến cái tự ngã của mình thành kẻ thù của mình, giống gì khác. Mình tưởng đâu là người thù, kẻ thù là bên ngoài, nhưng mà chính mình là kẻ thù của mình, biến tự ngã mình làm kẻ thù của mình, tức là sao? Tức là tự mình tạo những cái nghiệp bất thiện để rồi mình phải chịu quả khổ, quả đắng cay.
không phải là biết mình nằm trả thù cho mình hay sao, tự mình biết mình đem đau khổ lên cho mình, chứ không phải là từ người ngoài mà đem đau khổ đến cho mình, không đó. Nên là mình tạo nghiệp xấu gây cái quả báo đau khổ, quả đau khổ cho người thì cái quả báo đau khổ đó nó sẽ trở lại cho mình, không đó. Như vậy mà không tự trách mình, lo trách ai? Phải không đó. Mình xét kỹ coi là ai đem cái quả xấu ác đó đến cho mình. Chính là mình tạo cái nhân đó trước, rồi cái quả đó nó mới trở lại, nó đến lại cho mình. Như vậy cho nên gọi là chính mình làm khổ mình mà lại không hay, phải không? Cho nên đây là hiểu biết như vậy đó, thì giờ phải khéo, không? Khéo để mà sống cho nó gọi là nó đúng cái nhân quả, không? Để tránh cái đau khổ cho mình, không? Là cũng như là thấy được cái quan trái gì đó là rất đáng sợ, cho nên đừng có kết thêm quan trái với người, không? Đừng có kết quan trái với người thêm, mà sao phải cởi mở, cởi mở bớt. Và như vậy thì phải tập gọi là tập sống nó phải có cái gọi là tâm từ, không để bớt gây hờn gây hận, cũng không có đem quán hận đến cho người, không bởi vì nghĩa là đây là Phật dạy rất rõ. Nhiều khi mình nghĩa là tự biết mình thành kẻ thù của mình chứ không phải ai khác, không? Cho nên ngài Đạt Lai Đạt Ma đó, không? Ngài cũng có dạy một cái cách, không? Để cho mình giải tỏa bớt những cái quán, những cái hờn. Ngài nói rằng đây là cái cách giúp chúng ta nhận biết rằng cái kẻ thù đích thực là hiện đang nằm trong lòng chúng ta. Đó, cái kẻ thù và đích thực nó nằm trong lòng chúng ta, chứ không phải ở ngoài, đừng có lo mà thấy ở bên ngoài, mà phải soi trở lại để thấy rõ cái kẻ thù đích thực nó lại nằm ngay trong mình, chứ không phải ở ngoài. Đó, ngài nói đó là cái gì? Đó là cái tính ích kỷ, cái lòng quyến luyến và cái sự tức giận của chúng ta. Đó, những cái tính ích kỷ, cái lòng quyến luyến, cái sự tức giận đó là cái kẻ thù nằm trong lòng của mình đó, đó là nó gây đau khổ cho mình đó, chứ mình lo nhìn đâu bên ngoài không à, phải không? Ngài bảo rằng chúng ta nên biết cái khả năng kẻ thù gây hại cho chúng ta nó rất là hạn hẹp, không? Nếu một người nào đó họ thách thức, kích động chúng ta thì chúng ta nên kiềm chế cái bản thân mình không có trả đũa lại, thì dù cho người đó có làm gì đi nữa họ cũng không thể gây hại cho chúng ta. Họ cố gắng kích động mình tức giận gì đó, nhưng mà mình cố gắng mình cũng kiềm chế lại, mình không có cởi, không tức giận hết, thì họ làm tiếp là không có được giải thoát. Phải không? Đó. Còn trái lại á, khi những cảm xúc mạnh mẽ như là vô cùng tức giận, căm thù hay là cái lòng ham muốn xuất hiện đó, thì chúng tạo nên sự rối loạn trong tâm hồn chúng ta. Tức là làm vậy mình mà khởi lên cái tức giận rồi đó, cái tối trả lại đó, thì tự nhiên mình tạo nên cái sự nghĩa là bất an ở trong tâm mình. Phải không? Thì ngay lập tức chúng phá hoại cái sự an lạc trong tâm chúng ta, cũng như tạo nên cái sự buồn phiền, đau khổ và hủy diệt trong đức tu hành của chúng ta. Đó, thì rõ ràng là kẻ thù ngay trong lòng mình chứ không phải ngoài. Phải không? Tức là khi mà tức giận lên không kiềm chế được thì sao? Thì rồi hành động đáp trả lại, thì vậy tức là mình tự làm khổ mình, rồi nó hủy diệt những công đức tu hành của mình. Phải không? Tu một tháng mà rồi mà nóng giận mà
chửi mắng người ta cho đã chừng tiếng hồ đó thì sao? Thì công vụ tám thôi, tất cả tiêu bớt rồi, phải không? Rõ ràng, phải không? Cho nên là mình mới thấy được vậy thì đúng là mình hại mình thôi. Mình hại mình trước chứ ai hại mình trước đâu. Và mỗi khi mà mình tức giận ai đó thì mình cứ tưởng tức giận ta đó là làm cho người ta khổ, phải không? Chứ sự thật là mình khổ trước, phải không? Khi mình tức giận ai đó là mình khổ trước chứ phải cái người kia khổ trước. Mình tức giận lên thì trong tâm hồn của mình nó sao? Nó bức rứt, nó đốt nóng trong này, nó sôi sục trong này, là mình khổ trước người ta rồi, phải không? Đó, phải thấy được cái điều đó, cho nên đây là phải biết để là mình gọi là giải tỏa, giải tỏa bớt để không có gọi là kết thêm, phải biết kiềm chế, cho nên gọi là mình phải tập tu cái tâm xả, phải không? Tập tu cái tâm xả. Thấy rõ oán hận đó, đều là khổ thôi chứ không vui gì hết. Đúng là khổ chứ không có vui gì hết, phải không? Tự mình hại mình, giờ làm khổ mình trước người, rồi là còn kết thêm cái ăn quán lâu dài nữa thì là khổ còn kéo dài thêm nữa, chứ không có vui gì hết, phải không? Cho nên đừng có nghĩ rằng mình hận mình giận ai đó là giận cả đời, phải không? Nhiều khi mình hiểu lầm, không? Giận ai đó là nó tôi giận là giận cả đời không quên đó, tưởng đâu như vậy là hay, phải không? Giận mà giận cả đời không quên thì thiệt là khổ cả đời luôn. Lâu lâu gặp mặt cái người đó thì sao? Mỗi lần gặp mặt là mỗi lần khổ thôi. Mà mình khổ trước người kia chứ phải người kia khổ trước mình. Mà quý vị nghĩ mà nếu sống trên đời mà mình có chừng 20 người mà dẫn cả đời vậy thì sao? Thì chắc là mình ít khi nào cười được lắm, phải không? Lâu lâu ngồi nhớ lại cái chị đó thì mình đáng giận, không? Thì làm sao cười được. Rồi lâu lâu cái nghĩ cái anh kia thì là đáng tức, thì cũng không cười được, phải không? Làm như vậy thì tất cả cả ngày khó mà cười được. Rồi lâu lâu mà gặp lại càng khổ nữa, cho nên Phật gọi là quán tán hội khổ đó. Người mà không ưa mà cứ gặp hoài thì nhau đó, thì khổ thì là khổ thôi. Cho nên ở đây là phải tập gọi là tu cái tâm xả, không? Thì để cho nó cởi mở bớt thì đó là cái hạnh để mà đưa đến cái an vui, không? Chứ còn kết hờn, kết oán, kết hận thì đều là làm khổ thôi, khổ mình, khổ cho người nữa. Mà mình với Phật tử kiểm lại, quán lại coi Phật dạy á, mình sống trên đời này á là bao lâu? 70 năm là coi như mình nói dài á, chứ còn Phật dạy thì sao? Sống trong hơi thở thôi. Mà đã sống trong hơi thở thì hờn giận làm gì? Người ta coi như mạng sống trong hơi thở, nếu mà ai mà cũng luôn luôn nhớ cái mạng sống của mình trong hơi thở thôi á thì hờn giận để làm gì đây? Bởi vì ai cũng nghĩ là mình chắc cũng sống 70 năm cho nên cũng giận cho nó hả giận, phải không? Chứ còn nghĩ là sống chừng trong hơi thở thôi thì còn có thời gian nào giận, phải không? Giận chút mà cũng chết rồi thì giận làm gì, phải không? Cho nên phải luôn nhớ kỹ vậy đó thì nó sẽ cởi mở cho mình cũng rất là lớn lao.
Đó. Mà đây là cái đá thật, chứ không phải là Phật chỉ nói trên cái lý thuyết. Mạng sống trong hơi thở là cái lẽ thật, nhưng mà bởi vì mình là nhìn theo con mắt chúng sanh, cho nên mình thấy nó lâu dài. Chứ còn xét cái kỹ thì đúng quả thật là mạng sống trong hơi thở. Từng hơi thở vô thở ra, mình sống ở đây mượn, gọi là mượn từng hơi thở mà. Nếu mà một hơi thở mà nó hít vô thở ra mà nó không hít vào nữa thì sao? Thì chết liền, thì rõ ràng là sống trong hơi thở gì nữa. Phải không? Chứ còn nếu mà đúng mà mạng sống mình mà nó dài á, thì thí dụ như nó có dừng một hai hơi thở không đáng kể gì đâu. Vì mình sống là cũng phải 50-70 năm mà, thì một hai hơi thở là nó dừng đâu có đáng kể gì. Phải không? Nhưng mà đây là một hơi thở ra không hít vào là chết rồi. Thì rõ ràng là mạng sống trong hơi thở. Mà thấy được như vậy đó thì thấy đúng là cái mạng sống mình nó rất là mỏng manh. Vậy thì có gì đâu để mà ôm hờn, để mà kết quán với nhau. Hơn nữa là thế gian như vậy, là thế gian nó đã là đau khổ nhiều rồi, thì mình lại còn để đem đau khổ đến cho nhau chi nữa. Phải không? Và phải đem cho đem gì ăn vui đến cho nhau. Cho nên giờ đây là phải tập, gọi là tập sống, để mà cái tâm xả, để cho nó xả bớt, không? Mà xả nhất là xả cái gì? Xả cái tôi này nè. Đó, cái đó là cái căn bản đó. Tham, sân, si là cũng từ cái gì? Từ cái tôi này, cho nên xả cái tôi này đó mới là cái gốc. Còn mà xả cái này cái kia mà không xả tôi này nó cũng chưa hết đâu, phải không? Bởi vì tham là tham cho ai? còn sân á, là tại sao sân? Tại đụng tới tôi, phải không? Đụng tới tôi mới sân. Còn nếu không có tôi thì ai sân? Còn si thì tại sao si? Tại vì mê cái tôi này, tưởng đâu nó là mình, phải không? Thì đó là si. Chứ mình là phải cái này không? Mình là phải cái thân này hay cái tâm này không? Quý vị kiểm kỹ coi thân này á, là cái gì? Phật dạy là đất nước gió lửa hợp thành, phải không? Đất nước gió lửa hợp thành. Mà đất là cái gì? Đất là cái thứ vô tri, nó có hiểu biết gì không? Nước nó có hiểu biết gì không? Lửa có hiểu biết gì không? Gió có hiểu biết gì không? Mà mình bằng mình là mấy cái thứ vô tri đó thì sao? Nó cho nên chi là chỗ đó, phải không? Đó là nói theo gọi là cái gốc mà nó học thành. Còn mà nói cái gần cái mà nó hiện ra hiện tướng đó thì là gì? Là da thịt gân xương máu huyết ở trong đây nó tụ lại nó thành chứ có gì đâu. Đúng ra thì đây là gọi là một cái bộ xương, ở ngoài là cái da nó bọc lại, thấy không? Trong đó là số máu gân rồi thôi chứ có gì đâu. Thì xương thịt nó có biết gì không? Rồi gân máu nó có biết gì không? Đúng là thần kinh nó có biết không? Thường thì người ta nói là thần kinh nó biết, nhưng mà thần kinh nó có biết không? Sự thật thần kinh nó cũng là sợi dây thôi. Người chết đó, thần kinh vẫn còn, dây thần kinh vẫn còn, nhưng mà đâu có biết, nên có cái gì nó gá vào đó thôi, phải không? Vậy thì mà mình cũng mấy thứ đó là sao? Rồi tình hình đó là si rõ ràng đó, phải không? Bây giờ khoa học tiến bộ thì mình càng thấy rõ nữa, không? Cái túi máu mà bắt khi mà nó chưa truyền vào mình á, mà còn ở ngoài tủ á, thì cái máu đó của ai?
Nhưng mà khi tiền vào trong người mình rồi thì sao? À, thì là của tôi phải không? À, còn cái chưa tiền là của ai? Đó thì rõ ràng cho thấy rõ đó là si từ chỗ đó. À, còn bây giờ thận người ta thay được nè, không? Thì khi mà thấy cái thận của người khác là ghép vô mình đó thì sao? À, còn cái thận mà của cho mình là khi mổ cắt bỏ ra đó thì sao của ai? Hả? Khi bỏ ra rồi là của ai? Cũng như con mắt thì hư, mổ mắt này thì bỏ ra ngoài, dục ngoài đó thì của ai? À, hoặc là bị thương, bị tai nạn rồi cưa cái chân dục ra ngoài đó là cái chân nó của ai? À, thì rõ ràng cho nên đó là cái si chỗ đó đó. À, cho nên là gốc là từ cái tôi, không? À, cho nên xả cái tôi đó, là mấy cái kia là nó theo đó là nó nhẹ hết rồi. Còn dù cái xả này xả nọ xả kia mà không xả cái tôi đó thì cũng vẫn còn đó. À, cho nên quý vị thấy những người quý vị có tâm tốt, những khi đi bố thí đi cứu trợ người này cứu trợ người kia thì đó là đúng là cái tâm tốt, đúng là tâm xả đó. Nhưng mà lo xả đó mà không xả tôi thì sao? Thì nhiều khi bố thí cũng sao? Cũng phiền não nữa. Không phải không? À, bố thí cho nên là cho nó hơi nó dành nó giật rồi thì sao? Cũng phiền não nữa. À, thì vậy rõ ràng là chưa xả cái tôi. Còn có những cái trường hợp, thấy không? Của này là mình đem bố thí, tức là cho cái người đó, nhưng mà mới cho họ rồi cái đem ra cho người khác thì sao? À, thì sao buồn hả? Mình cái này là mình đã cho ta rồi, đâu có còn của mình nữa buồn. Đó vậy tức là cho ta rồi nhưng mà còn nghĩ là của mình, phải không? Rồi, rõ ràng chứ còn đúng ra cái này cho rồi là thuộc của ta, là quyền của người ta, phải không? Còn cái này cho rồi còn nhớ cái đó cũng của mình. Rồi, rõ ràng phải không? Rồi cho nên mình thấy rõ, cho nên xả cái tôi này trước. Rồi xả ngoài thì nó mới yên, còn nó xả ngoài mà không xả tôi thì nó còn xin chịu đó, cho nên cái gốc đó mà cũng vì chính cái tôi đó mà nó ngăn cách, ha, à, cho nên quý thầy cũng thường nhắc nhở, ha, như là ở trong kinh Pháp Hoa mà khi mà ngài Đức Phật Đại Thông Chí Thắng, ngài thành Phật á, thì ánh sáng nghĩa là soi khắp mười phương, thì trong đó chúng sanh bỗng nhiên nghĩa là thấy nhau hết, ha, tức là nó mất ra trên giới cõi này cõi kia, cho nên chúng sanh đều nghĩa là bỗng nhiên nhờ ánh sáng của Phật soi, cho nên thấy rõ nhau. Cho nên trong đó mới bỗng ngạc nhiên, ủa sao trong đây là có chúng sanh nhiều vậy, không? À, còn lâu nay thì không thấy, tức lâu nay bị cái gì, cũng bị cái tôi này che, cho nên bây giờ nhờ ánh sáng Phật, ánh sáng Phật đó soi đến, cho nên nó phá tan những cái ranh giới, cho nên trời thấy nhau. À, mà mình bây giờ nếu quý vị mà ở đây mà được ánh sáng Phật soi thấy vậy đó, soi đến vậy đó thì vui không? Thật là vui ha. Còn hiện bây giờ thì sao? Hiện bây giờ là ngồi hết trong phòng đây đó, nhưng mà hỏi thử coi là có ai thấy nhau không? Đó, ở kia là cõi này còn thấy suốt qua cõi kia nè, thấy không? Còn ở đây là ngồi chung cái phòng, có khi ngồi gần nhau nữa mà không thấy nhau là tại sao? Rồi đó là cũng bị cái tôi này nó ngăn cách nè, cho nên xả cái tôi này thì nó gần gũi nhau à, không? Đó, và nó thông được với nhau, đó, nó được an vui, nó bớt ngăn cách, không? Đó, cho nên mình đây học Phật là cũng nhờ được ánh sáng Phật để soi sáng cho mình,
rồi mình cũng hiểu để mình cởi mở bớt. À, chứ còn không thì nếu mà theo chấp theo cái tình vô minh này á, thì nó càng sâu, thì nó càng che, càng ngăn. À, thấy nghĩa là nhiều khi có những cái chuyện mà cũng rất là đáng buồn, nghĩa là hai anh em, hai chị em cùng trong nhà thôi đó, không mà sao à, mà lại còn ngăn cách nhau giống như là trời với đất, không à, nhiều khi mà giành của nhau đó phải không, chỉ giành của nhau đó thôi đó, mà thấy nghĩa là rồi có thành kiến với nhau, thành kiến nhau rồi thấy là xa lạ với nhau, nó anh em trong nhà mà thấy xa lạ với nhau, thấy ngăn cách với nhau. À, còn mình ở đây thì cũng được cái duyên tốt, không là được gần gũi Phật pháp, được học Phật pháp, được cùng sống, cùng tu học ở trong đạo tràng. Nhưng mà có khi cũng trong đạo tràng mà cũng sao, nó cũng không thấy nhau, đó, mà cũng có ngăn cách nhau. À, nhất là khi mà lâu lâu mà có thành kiến với nhau, không là thành kiến với nhau đó thôi thì cái đi mà đụng mặt nhau không thấy nhau nữa phải không, nó đi đụng mặt nhau mà không thấy nhau nữa. À, thì rõ ràng là bị cái tôi này nó ngăn, nó che. À, à, cho nên ở đây là phải khéo tu xả, xả bớt. À, mà muốn xả bớt vậy ra thì phải thường xuyên cũng quán chiếu, tức là để nó mở thêm cái trí tuệ của mình, phải không? À, bởi vì cái công phu quán chiếu đó, nó rất là quan trọng. Mỗi người á, đây thì chắc là ai cũng biết là nghe nói là thân này năm uẩn nó là vô thường, nó là hư dối, năm uẩn là không, nó không thật, ai thì cũng hiểu, cũng biết hết rồi, phải không? Tụng trong kinh hàng ngày biết hết rồi, phải không? À, nhưng mà nó có không không? Đó. À, cho nên cái công phu quán chiếu này nó quan trọng nè. À, hiểu là một lẽ, không? À, còn mà nó thật là một lẽ. À, đó. Cho nên là đúng là tụng hàng ngày thì đúng là năm uẩn nó là không. À, nhưng mà điều cái đó là mới là hiểu của Phật thôi phải không, hiểu của Phật thôi chứ còn ở của mình thì chưa không đó. Cho nên bây giờ là phải thường xuyên tập quán chiếu, ứng dụng nó là luôn luôn để quán chiếu hàng ngày hàng ngày. À, để khi nào mà thực sự mình thấy là nó là không á thì đúng lúc đó mới đúng là gọi là cái thấy của mình, ha. À, thì lúc đó đúng là nó mới có cởi mở, ha, những cái phiền não nó mới nhẹ. Thì đó mà chính cái đó, đó là cái mà mình gọi là học đó, học để tu để ứng dụng, thấy không? Cho nên ở đây thì mỗi vị là cũng từng nghe học nhiều rồi, cho nên là bây giờ đây thì ứng dụng để mà sống, đó là cái quan trọng. Phải khéo ứng dụng để mà sống, để cho nó cởi mở bớt, nhớ nghĩa là quán hận thì nên cởi, chứ không có nên cột, không có nên buộc. Và càng ôm hận ôm quán đó thì càng khổ với nhau, nó kết với nhau sâu thêm, chứ không có gì. Và như vậy thì cũng nghĩa là biểu lộ thêm cái vô minh của mình, nó sâu thêm chứ không có gì. Cho nên phải tập và tu cái tâm xả để cởi mở bớt, và nhớ rõ mọi việc ở trên đời đây là đều có nhân có quả hết, mình đang sống ở trong đây là đều sống trong nhân quả hết. Cho nên gọi là Phật dạy mình sống đây gọi là thừa tự nghiệp, mình là cái người kế thừa nghiệp chứ không gì hết, chứ không phải là kế thừa ai, kế thừa nghiệp, phải không?
đời trước là mình tạo cái gì đó, bây giờ kế thừa nó à, phải không? À, chưa là tạo được cái nghiệp tốt thì giờ kế thừa cái sự nghiệp tốt, còn xưa là tạo nghiệp xấu thì giờ kế thừa cái sự nghiệp xấu, à, chứ có gì đâu. À, đó. À, cho nên à, hiểu vậy đó thì à, phải khéo từ đây à, sống để sao cho nó đúng với cái nhân quả, không? Thì để tránh được những cái buồn khổ về sau này, à, kết những cái gọi là những cái quả báo không hay về sau, tức là để không có kế thừa những cái nghiệp không tốt về sau. À, đó. Chứ mà cái lý nhân quả nhiều khi rồi học quen quá, nhiều khi thành lờn xem thường, chứ đúng là nhân quả là phải hiểu cho thật kỹ để mà sống cho nó đúng, nó không có làm nó à, thì đó là mình đã có một cuộc sống vươn lên rồi, à, cuộc sống tốt đẹp rồi, không? Cho nên để mà kết lại đó thì đây nhắc một cái câu chuyện gọi là cái bài học nhân quả này ra để cho mọi người nhớ luôn, sống cho nó đúng nhân quả, không? À, tức là có một cậu bé, cậu bị đau họng, cho nên rồi bị bắt phải ở nhà chứ không cho đi chơi đâu hết, chỉ chơi lẩn quẩn trong nhà thôi, không được đi đâu xa vì đang đau họng. Thì bây giờ cậu bé này cậu mới nghĩ ra, giờ ở nhà tôi có bài cái trò chơi nào đây, cho nên mới nghĩ ra cái trò chơi là bẫy ruồi, bẫy miếng ruồi, thấy không? Bằng cái cách là lấy một cái lọ nước sốt á, thấy không? Rồi làm cái phòng hơi ngạt, à, nước lọ nước sốt này để dụ miếng ruồi nó đến bu được nó đó, rồi lấy đó làm cái phòng hơi ngạt. Chúng mới lấy những cây diêm đó, cây diêm ở trong nhà bếp đó, không? Rồi ngậm vào trong miệng cho nó ướt, rồi cái quẹt lên xong rồi những cây diêm đó nó tỏa ra những khối du quỳnh đó, ha, những khối đó, khối là cây mới chấm vào trong cái lọ nước sốt đó, rồi mới đậy nắp kín lại, ha, đó, để cho mấy ruồi làm gì, nó chỉ ngạt không đó, à, nó, đó. À, cho nên người cứ chơi cái trò chơi đó. Thì cái lũ cái mấy ruồi đó thì nó trong đó lao sao trong đó là chết, kêu lấy phép trong đó, à, bị khói lưu quỳnh nó phủ lên mình. À, thì cái người chị thấy như vậy mới cũng hơi bất nhẫn, mới nói là em chơi cái gì mà ác như vậy. À, thì nó nói là cũng không có đau đớn gì đâu chị. Không, em chỉ làm cho nó cho chúng nó ngủ thôi mà, chứ nó đâu có đau đớn gì, tức là bị đó ngã đó cho nó ngủ thôi chứ đâu có đau đớn gì đâu. À, thì người chỉ nói thì như vậy cũng là ác rồi, không? Thì ít lâu sau á cái họng nó đau nó cũng nặng, thành ra bây giờ phải cần đi mổ, không? À, khi mổ á thì cái người gây mê đó mới gài mặt nạ hơi mê lên mặt chú. Thì cũng giống như cái kiểu đó, gài mặt nạ hơi mê đó à, gây mê đó lên mặt đó, thì lúc đó chú mới nghĩ đến cái lũ chuột bị chết. Thì cái người gây mê này cũng bảo không sao đâu, cái này cũng không có đau đớn gì đâu, cũng đúng như cái chú nói với mấy người đó. Cho nên đó là một câu chuyện mà cũng đi nhắc, đây gọi là cái bài học nhân quả, nhớ mình làm đó, không? Rồi thì mình cũng kế thừa lại cái quả đó, không? Cho nên trước là bảo là làm cho nó vậy thì cái hơi ngạt đó thôi, nó chết vậy là cũng đâu có đau đớn gì đâu, không? Thì bây giờ cũng mới đó thì cái quả nó cũng đến đó. Thì cũng mắc mang cái hơi ngạt rồi cũng mê, không? Thì bác sĩ cũng nói cũng không có đau đớn gì đâu, cũng ráng, không? Nhưng mà đó là cũng là cái nhân quả nó cũng nhẹ nhẹ đó, không? Nó là thường đó, chứ còn gặp những cái nhân quả nó đưa đến đau khổ nữa thì lại càng nguy hiểm thêm, không?
Cho nên ở đây người Phật tử khéo học Phật rồi phải hiểu rõ, hiểu thấu nhân quả cho kỹ nha, để đời sống là đúng nhân quả. Người Phật tử sống đúng nhân quả đó, thì đó là mình tạo cái đường đi lên của mình, cũng để tránh những cái con đường là đau khổ, để mà đi theo con đường nó được an vui, được tốt đẹp hơn. Quý vị nên nhớ, mình còn sống đây là mình phải khéo, gọi là khéo tự lo cho mình hay là khéo tự thương mình trước. Chứ đừng có đợi ai. Mình còn sống là còn sáng suốt nè, còn được tỉnh táo nè, không? Thì đây là mình phải lo cho mình trước. Mình lo cho mình đây tức là mình thương mình đó, không? Chứ đừng có nghĩ rằng mai mốt là có gì mai mốt là con cháu nó lo, chết nó cầu siêu. Phải không? Nhưng mà không chắc đâu. Mình phải lo mình trước, không? Đó là mình thương mình. Chứ còn đợi mà mai mốt chết mà nó cầu siêu đó thì cũng cũng chưa chắc là mai mốt nó lo, không? Phải không? Nó cầu siêu mà nếu mà nó thành tâm mà nó cúng nó cầu siêu thì cũng còn còn được công đức khá khá, không? Còn mà nó làm dối cho có lệ đó thì sao? Mà còn lỡ mà nếu chết ngay ngày trùng nữa thì sao? Nếu mà chết ngay ngày trùng nữa là nó ép nó không cho gì ăn cơm nữa thì nói. Phải không? Đúng vậy đó. Tới lúc đó đã ếm không cho gì ăn cơm đó, thì mới thấy là sao đó. Cho nên đây là phải hiểu được cái ý nghĩa chân thật, cho nên bây giờ còn sáng suốt, còn tỉnh táo, cho nên là còn học Phật, còn ứng dụng tu được, mình phải khéo luôn để ứng dụng. Đó là tự mình lo cho mình, mình thương mình, cũng đó là cách biết lo xa, thấy không? Thì như đây là thôi là quý Phật tử kéo để mà ứng dụng sống, khi là một năm nay cũng chưa hết rồi, phải không? Rồi như đó đủ rồi, không? Rồi vậy được rồi. Nguyện